Xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Ba Sói TV đây. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ làm gì về đồng bào này các bạn biết không? Như cái tiêu đề mình đã đăng thì ngày hôm nay mình sẽ làm một con diều bao siêu to khổng lồ nha các bạn nhá. Làm diều bằng bao luôn. Và với cái khung như này, em Phương vừa vót. Đấy, với một cái khung cái như này. Đại loại mình sẽ làm một con diều bao này nó tựa như là một con diều chim ấy các bạn ạ. Như những cái con diều chim mà các bạn nhỏ hay mua ngoài quán 40-50 nghìn ấy đấy. Thì mình sẽ làm một con diều nó dáng như thế. Nhưng mà nó siêu to. Nó to cơ. Đây này, khung của nó đây các bạn ạ. Đấy. Và đây thì nữa mình sẽ khâu những chiếc bao này lại. Để khâu được những chiếc bao này lại thì mình cần có một cái kim khâu bao và một cuộn chỉ như này nhá. Mình sẽ khâu liền cái đống bao này lại cho nó to. Nó thành một cái bản đại loại là một cái bản các bạn ạ. Đấy. Thì sau đó thì mình sẽ ghép cái khung này lên. Ghép cái khung này lên. Ok. Thế lên hình xong mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp về con diều bao này nhá. Ok các bạn. Bàn gì á? Anh cắt bao. Cắt làm gì á? Cắt làm diều. Mày hỏi buồn cười. Cắt làm diều. Cắt làm gì? Nặng lắm. Hướng dẫn mọi người cách cắt bao. Mọi người cắt bao cắt như mình nhá. Cắt để giống y hệt mình này. Đấy. Đấy, cắt thế, xong bắt đầu làm như mình. Thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Đấy, cắt những chiếc bao như này ra, sau khi cắt thì nó thành thế này. Đấy, hai cái, tầm 4 cái chắc là đủ các bạn ạ. 6 cái đấy các bạn ạ, đây là công đoạn khâu bao nhé. Mình sẽ khâu liền tất cả 4 cái bao này vào với nhau. Để cho nó thành một cái bạt các bạn ạ. Đấy. Bạn nào ở nhà mà nhiều bao có thể lấy ra làm. Không, bạn nào có điều kiện một tí thì có thể mua bàn. Đấy, có điều kiện tí nữa thì có thể mua nguyên con diều cũng được. Mua diều thì lại alo mình. Ok. Ok các bạn ơi, cái rẻ rách của mình xong rồi. Đem cơ nào. Ôi, lưng luôn này. Mày thử chạy cho cái. Từ từ. Rồi. Đâu, để vào. Cái này nó gọi là cái gì em? Cái này gọi là cái gì? Không được gọi là diều à? Ok các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ lắp nèo đi thả thử nhá. Đấy, đây là cái con diều đơn giản nhất từ trước giờ mình làm. Ai ta đấy. Ok các bạn ơi, vậy là con siêu phẩm của mình xong rồi. Cân đầu giữa nhá. Thế nào, cân nhờ. Anh đo chuẩn mà. Đây, cho tụt vào được mà. Cái này, nèo này, nèo di động. Thôi được rồi. Cái tiếp rồi. Ok. Con này, cái nèo giữa. Nào, bạn này bạn đứng dịch ra cho mọi người xem quả siêu phẩm đây. Đuôi dài 4 mét. Đuôi không phải 8 mét. Đuôi thì phải tầm 8 mét. Bây giờ em mình sẽ chạy thử đoạn nhá. Chạy đi. Nó đi ra mà. Thôi đừng chạy đây. Đừng, dây điện. Nó chạy. Cắm, nó cắm thế nhỉ. Sao đau vậy? Ow. Quay đi. Đây, đang quay rồi. Ok các bạn ơi, hôm nay siêu phẩm của mình chuẩn bị lên rồi. Đây, đi cái. Cho đúng rơm đi. Từ từ cho nèo lên nhá. Quá mẹ nèo rồi. Ao. Đâm đi. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ đâm nhá. Chạy nhá. Chạy đi. Chạy nhá. Nào. 2-3 đi. Nếu cầm được là cái khung. Đây nha, siêu phẩm của chúng mình lên rồi nha. Hết bóng rồi. Hết vải rồi. Có đường chạy không? Dòng căng nha. Từ từ. Lên gheo rồi.
lệch leo này, chạy leo. Cố gắng đi. Chạy đi. Hai đi. Anh chạy không bị ngã. Có được cảm nghĩ bạn nè. Chị cười rất đến mặt. Không có gió. Không có gió các bạn ạ. Để mình đâm lại. Đâm lại một lần. Mình đâm lại một lần nữa. Đó là con dây rồi, con dây rồi. Một lần duy nhất. Phương ơi, Phương. Một lần nữa. Nó vừa mắc vào người anh. Đâm phải kéo từ đằng sau. Lên trên kia kéo leo ấy. Lên trên kia kéo dây, đừng kéo ngược. Lên trên kia mà kéo. À vâng. Nó là cái bao mà bác. Chạy nhá. Kéo đằng sau đấy. Mày đứng đấy, đấy cầm đằng sau đấy. Chạy leo rồi. Ê, kéo đi. Rồi. Kéo đi. Kéo. Chạy nhanh vào. Cái này nó cần tốc độ bão. Cầm cao lên, cầm cao lên đấy. Chạy nhá. Chạy ơi. Chạy, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lệch leo, lệch leo, lệch leo. Thế là điều của chúng mình lên rồi nha các bạn nhé. Lên nha. Ok các bạn ơi, con này. Con này thì mình không, không còn cái gì để diễn tả cả. Nó phải gọi là một siêu phẩm, một kiệt tác các bạn. Đi cầm về đây. Lần sau làm lại. À, ok các bạn, đây vậy là con diều của mình lên thành công rồi. Lên mây xé. Tôi dù sao thì mình cũng mất công làm. À, vẫn chưa nghiên cứu kỹ về cái quả diều này các bạn ạ. Đấy. Nào. Chào mọi người đi. Chào mọi người nhé. Thôi video của mình đến đây sẽ được kết thúc tại đây nhé các bạn nhé. Anh em cười lộn luôn. Làm diều hình gì thì cứ alo mình. Anh em muốn làm diều hình gì thì cứ liên hệ mình. Tất cả các loại hình. Tân nhìn mày thảm thiết thế hả Minh. Bye bye anh em nhé. Bye bye.